yêu hoa lan. Hoa lan thì có khoảng tầm rất nhiều loài, nhưng có lẽ là mình anh em mình chơi phổ thông cho nó đẹp dân dã. Mời gọi đấy là hoa lan hôm nay mình giới thiệu cùng với anh em, đó là hoàng thảo vôi, tam bọc sắc, hạt bí, kiều hồng, phi điệp tím và một số loài lan. Như hôm nay mình muốn giới thiệu cùng anh em cùng đồng mạng là những cái kinh nghiệm chăm sóc làm sao cho cách làm, tự làm các loại phân cực tốt cho hoa lan. Như hôm nay đó là mình làm loại phân bón cực mạnh có tác dụng tốt cho nhìn chung các loại hoa lan và kích cho hoa nở thật nhiều. Thứ nhất hôm nay mình giới thiệu qua vườn lan và mình cũng đọc cái kỹ thuật làm phân như thế nào thì mình cũng giới thiệu luôn các bạn cùng nghe và chia sẻ. Mình chia sẻ từ những vườn cây của mình cho các bạn rất đơn giản thôi: 1 kg vỏ chuối, 100 g đường thốt lốt, 100 g và 4 lít nước. Dùng vải đậy kín cái miệng bình lại, 2 ngày sau lắc đều rồi lại đậy miệng bình bằng vải, để thêm 3 tuần rồi lọc bỏ xác nó đi. Mình lúc này mình lấy nguyên dung dịch có mùi hơi chua chua như rượu nho mình ngâm, liều dùng của nó là 10 ml hay 15 ml pha với 1 lít nước lã. Tuần mình tưới cho vào gốc lan 2 lần. Đây là mình nói sơ qua về cách làm phân. Còn cách thứ hai đó là phân bón để kích hoa, cho hoa ra đẹp đều và sớm một chút. Thì các bạn chuẩn bị cho mình nhá: 3 tép tỏi, 6 đầu lọc thuốc lá đã hút rồi, 1/2 lít nước, ngâm 1 ngày rồi dùng. Khi tưới không pha thêm nước, tuần tưới 2 lần. Và phương pháp 2 là 250 g vỏ chuối, cái vỏ chuối mình ăn ấy, 1 lít nước mưa nhá, ngâm 1 tuần, sau đó lọc bằng vải rồi lấy nước dùng, liều dùng là 100 ml nước trên 1 lít nước, tuần tưới 2 lần. Hoặc 2 lắm to, lắm tay to đấy, đầy vỏ của hành tím, 1 lít nước, ngâm 1 tuần, để lên mát rồi lọc bỏ xác để dùng, liều dùng 100 ml trên 1 lít nước, tuần tưới 2 lần. Đó là cách mà để phát triển cho hoa ra đều và đẹp. Còn phân bón để cây phát triển nhanh là cây cho thân cây mập mạp ấy. Bởi vì mình nhìn vào nhiều vườn lan mà không biết cách chăm sóc là cây nó cứ gầy guộc sơ xác. Hôm nay mình giới thiệu phương pháp thứ 5, đó là phân bón để cây phát triển nhanh này. 1 bát cơm và 2 lít nước, 1 muỗng dùng để ăn phở Tiarut, ngâm 1 tuần nơi mát, sau đó lọc để dùng, liều 100 ml trên 1 lít nước, tuần tưới lên 2 lần, đảm bảo thân cây rất ra sớm và sẽ mập mạp xanh tươi. Các loại phân này đã được thử nghiệm trong tất cả các vườn cây trồng khu vực mình, rất tốt cho hoa lan. Hôm nay mình chia sẻ rộng cho các bạn cùng thực hiện những cái gì mình đã trồng lan và đã thực hiện tốt cho cây lan, vườn lan nhà mình.
và hôm nay mình cũng chia sẻ lên kênh YouTube. Mong các bạn cùng cộng đồng ủng hộ cho mình để mình tiếp tục có những phương pháp trồng lan cho một vườn hoa đẹp cho các bạn lần sau. Mong các bạn ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt các bạn. Thank you.